Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Đây là kênh mình sẽ chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính, chứng khoán để giúp anh chị có quá trình đầu tư hiệu quả hơn. Thế thì trong 3 phiên hôm nay thì Novaland đang có cái vận động là yếu hơn so với nhóm ngành bất động sản. Và trong cái phiên ngày hôm nay là có lúc là cổ phiếu gần như là chạm sàn. Vậy thì liệu là cổ phiếu Novaland đã phân phối hay chưa? Và những anh chị đang cầm cổ phiếu này thì có nên bán không? Hay là những anh chị cầm tiền thì có nên tham gia cổ phiếu này không? Thì chúng ta sẽ xem qua về vận động kỹ thuật của cổ phiếu Novaland. Khách quan mà nói ấy, thì thời gian trước, có nghĩa là cái giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, Novaland là một trong những cổ phiếu nổi bật của ngành bất động sản. Mọi người đi đến đâu ấy thì cũng nghe Novaland. Novaland là doanh nghiệp xác chết sống dậy à? Novaland là một trong những cái cổ phiếu leader của bất động sản à? Đó có nghĩa là Novaland được tung hô rất là nhiều. Và cổ phiếu thì vẫn vận động tương đối là bình thường. Ngay cả những cái nhịp chỉnh vào phiên 18 tháng 8 này, mình đánh giá là cổ phiếu vẫn điều chỉnh bình thường. Và sau đó thì có cái mức tăng đương tương đối tốt. Và cái vận động của nó tương tự như các cổ phiếu bất động sản khác. Tuy nhiên ấy thì 3 phiên hôm nay thì Novaland có cái sự yếu hơn so với ngành. Thì cái lý do của cái việc này ấy, mình đánh giá là bị ảnh hưởng khi mà cổ phiếu HPX ra cái thông tin là bị đình chỉ giao dịch. Đó, mọi người đều biết là HPX là cổ phiếu mà mới bị ra thông tin đình chỉ giao dịch. Và cái thông tin này ra vào ngày 11 tháng 9 là cổ phiếu nằm sàn luôn. Khi mà cổ phiếu HPX nằm sàn ấy, thì Novaland cũng nằm sàn luôn. Đây là cái phiên 11 tháng 9, HPX nằm sàn, Novaland cũng nằm sàn luôn. Và hôm nay thì HPX tiếp tục nằm sàn thì Novaland cũng giảm mạnh, là giảm tương đối là 4% và giảm 4% trong cuối phiên. Thế thì một cái điểm chung giữa HPX và Novaland ấy thì mình đánh giá đó là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tương đối cao. Và khi mà tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tương đối cao thì doanh nghiệp sẽ gặp áp lực về tài chính cũng như là thanh toán lãi vay. Vậy nên mà nhà đầu tư sẽ có cái suy nghĩ là Novaland và HPX có cái tỷ lệ nợ cao này, có cái tài chính không ổn định này. Thế nên ấy là khi mà HPX bị đình chỉ giao dịch ấy thì mọi người cũng nghĩ là có khi nào Novaland cũng sẽ rơi vào trường hợp tương tự như vậy không, thì mới sinh ra cái tâm lý bán tháo đối với cổ phiếu Novaland. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem qua về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của HPX và Novaland như thế nào. Đầu tiên là cổ phiếu HPX thì cái tỷ lệ nợ của doanh nghiệp là 6.000 tỷ và vốn chủ sở hữu là 3.275 tỷ, thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 21. Còn Novaland tỷ lệ nợ là 213.000 tỷ và vốn chủ sở hữu là 44.000 tỷ. Thế thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ 51. Đó, thì cái việc mà nợ của Novaland ấy thì cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với HPX. Tức là cái tỷ lệ nợ vay và cái tiền lãi thanh toán của Novaland vẫn cao hơn nhiều so với HPX. Tuy nhiên thì Novaland vẫn khả quan, mình đánh giá Novaland khả quan hơn HPX. Bởi vì là HPX bị đình chỉ giao dịch là do cái việc mà HPX không công bố cái báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 cũng như là cái báo cáo bán niên năm 2023 nên mới bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và sau đó thì bị đình chỉ giao dịch. Và mình đánh giá là cái nguyên nhân HPX bị đình chỉ giao dịch ấy sẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Novaland bị liên quan và bị bán chéo. Đây là cái hiệu ứng domino mà thường xuyên xảy ra trên thị trường chứng khoán. Mọi người đầu tư chứng khoán thì đều biết về cái hiệu ứng domino này rồi. Tức là khi mà có thông tin xấu được tung ra trên thị trường thì sẽ dẫn đến cái chuỗi phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư. Và nhà đầu tư sẽ có cái tâm lý là bán tháo cổ phiếu. Và khi mà bán tháo cổ phiếu thì bán tháo một cổ phiếu thì sẽ tác động đến nhiều cái cổ phiếu khác trên thị trường. Đó, và gần đây nhất ấy, chúng ta cũng chứng kiến cái hiệu ứng domino diễn ra đối với cổ phiếu VND. Cổ phiếu này thì cái phiên hạ mục 6 tháng 7 là cổ phiếu đang giao dịch rất bình thường, tự nhiên là bung thanh khoản đúng không? Thanh khoản rất lớn và cổ phiếu nằm sàn. Thế thì cái thông tin khi mà cổ phiếu VND bị nằm sàn ấy, đó là cái khi mà thông tin Trung Nam Group công bố thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu, có nghĩa thanh toán chậm cái lãi và gốc của lô trái phiếu. Và cái lô trái phiếu này thì có VND đang nắm giữ.
Đó, thế thì sẽ lo mọi người cầm VND ấy, thì sẽ lo sợ là Trung Nam chậm thanh toán thì sẽ dẫn đến việc là không thể thanh toán được cái lô trái phiếu này, khiến cho VND bị mất cả gốc và lãi. Thế nên ấy, thì mới bán đồng loạt bán cái cổ phiếu VND. Tuy nhiên thì sau khi mà bán cổ phiếu VND xong ấy, thì cổ phiếu VND mọi người thấy này là cổ phiếu cân bằng lại ở cái vùng giá thấp với cái thanh khoản thấp. Sau khi mà cổ phiếu cân bằng lại trong vòng khoảng 2 tuần ấy, thì cổ phiếu là bắt đầu là có dòng tiền vào lại và cổ phiếu vượt đỉnh và đã tăng khoảng tầm là bao nhiêu phần trăm so với cái vùng giảm đây. Mình nghĩ là xem. Đây tăng khoảng tầm là 35% so với là cái vùng giảm giá. Thì tức là cái việc thông tin này ấy, nó chỉ là ảnh hưởng nhất thời đến cổ phiếu thôi, chứ nó không ảnh hưởng nhiều đến cái nội tại của doanh nghiệp. Đó, thế thì Novaland hiện tại là mình đánh giá cũng tương tự như cái VND nhịp trước, có nghĩa là bị hiệu ứng domino. Tuy nhiên thì Novaland thì cái tài chính của Novaland ấy thì nó sẽ không được tốt như VND nhịp trước, và Novaland là doanh nghiệp bất động sản thì nó sẽ không được hưởng lợi từ vĩ mô nhiều như là VND của ngành chứng khoán. Thế nên ấy thì Novaland mình nghĩ là sẽ khó mà tăng được mạnh so với VND nhịp trước. Thế thì đối với những anh chị mà đang cầm cổ phiếu Novaland này ấy, thì mọi người, ví dụ như mọi người chưa cơ cấu ấy, thì mọi người nên cơ cấu khoảng tầm 30-50% tài khoản để đưa cái tài khoản mình về cái trạng thái an toàn, cũng như là tâm lý mình được thoải mái hơn. Và nếu anh chị đang cầm Novaland ấy, thì anh chị tuyệt đối là chưa mua gia tăng hoặc là chưa mua trung bình giá. Tại vì sao? Tại vì là nếu mà anh chị mua gia tăng hoặc trung bình giá thì khi mà cổ phiếu chưa xác nhận tạo đáy ấy, thì rất dễ là anh chị sẽ bắt giao rơi trong cái nhịp down của cổ phiếu. Thế nên là mình không khuyến nghị là anh chị mua gia tăng, anh chị tuyệt đối là chỉ nên hạ tỷ trọng thôi chứ chưa nên mua gia tăng. Khi nào thì anh chị mua gia tăng được? Đó là khi mà cổ phiếu điều chỉnh xong này và cổ phiếu cân bằng lại, cổ phiếu sẽ có một cái vùng để cân bằng và với điều kiện là phải vận động trong cái thanh khoản thấp thì đó mới đạt điều kiện. Khi mà cổ phiếu vận động này trong cái thanh khoản thấp này và cổ phiếu có xu hướng là có dòng tiền vào trở lại và kéo lên thì khi đó anh chị mua gia tăng hoặc mua mới thì cũng chưa muộn, bởi vì là như thế là nó sẽ an toàn hơn so với anh chị mua sớm. Và chúng ta nên đợi xem là cái ý chí dòng tiền lớn như thế nào. Khi mà dòng tiền lớn vẫn quyết tâm vào mà đẩy giá cổ phiếu lên ấy, thì chúng ta mới vào theo. Còn khi mà dòng tiền lớn rút ra khỏi cổ phiếu Novaland và chưa có ý định vào lại ấy, thì chúng ta cũng chưa cần. Đó, nên anh chị nào đang cầm cổ phiếu Novaland thì anh chị nên chia ra bán dần và tuyệt đối là không mua mới. Còn những anh chị nào mà tuyệt đối là không mua gia tăng. Còn đối với những anh chị nào muốn mua mới Novaland ấy, thì mình cũng nên chờ cổ phiếu cân bằng lại một cái vùng hỗ trợ, sau đó thì vận động với thanh khoản thấp. Đó, khi mà cổ phiếu vận động với thanh khoản thấp ấy, thì cổ phiếu rất dễ được kéo lên. Thế nên là cái vấn đề thanh khoản là cái vấn đề mình nhắc rất nhiều, anh chị chú ý về cái vấn đề thanh khoản này cho mình. Khi mà cổ phiếu vận động với thanh khoản thấp này, cân bằng này thì đi lên nó mới dễ dàng hơn. Và khi nào mà cổ phiếu Novaland này có tín hiệu mua được thì mình sẽ khuyến nghị anh chị và các bạn. Anh chị cũng chưa cần là tham gia vụ đối với cổ phiếu Novaland này, vì chúng ta vẫn đang còn rất là nhiều các cổ phiếu khỏe khác trên thị trường, không cần phải mua vội Novaland làm gì cả. Đấy, thì đối với cổ phiếu Novaland này thì team mình cũng đã khuyến nghị là trong phiên hôm nay là team mình cũng đã khuyến nghị là bán hòa vốn. Một là bán hòa vốn Novaland, hai là hạ dần 30-50% và nghiêm cấm việc mua thêm. Bởi vì là cái cổ phiếu này Novaland ấy, thì vùng mua của Zoom mình là cái quanh vùng giá 18.2-18.3. Đó, Novaland 18.2-18.3, tức là quanh cái vùng giá này, đúng là cái vùng đáy của vùng đáy ngắn hạn của cổ phiếu luôn. Thế nên là hiện tại thì vẫn có lợi nhuận khoảng tầm từ 7-8%, thì anh chị bán lãi nhẹ cũng được, không sao cả. Quan trọng là mình đưa cái tài khoản của mình về trạng thái an toàn. Hoặc là anh chị mua mới thì cũng không nên mua mới. Và mình có nhận xét là đoạn này là cái đoạn mà rủi ro đến từ HPX này, và chúng ta sẽ không thể tích cực được, không thể suy nghĩ tích cực được, mà chúng ta sẽ cần dựa vào cái trạng thái của cổ phiếu để chúng ta đưa ra hành động phù hợp nhất. Đó là chia sẻ của mình về cái trạng thái của Novaland và hướng xử lý cổ phiếu Novaland cho anh chị nào đang cầm cổ phiếu. Nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì mọi người ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Cuối cùng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến giây phút này.